Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc sàng lọc, phân luồng và xét nghiệm các bệnh nhân, người nhà và y bác sĩ, giữ chặt phòng tuyến, ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan trong bệnh viện. Đây là khu vực phong tỏa liên quan đến ca bệnh COVID-19 ghi nhận ngày 10 tháng 7 tại phường Hòa Xuân. Trước đó, bệnh nhân này đến khám bệnh tại Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng do có triệu chứng sốt kéo dài. Qua phân luồng xét nghiệm sàng lọc thì bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Khi vào khu theo dõi thì chúng tôi có một đội chuyên sàng lọc riêng, phân ra làm hai cái nhóm có nguy cơ cao. Chúng tôi cho xét nghiệm khẳng định ngay, nếu nó dương tính thì chúng tôi phối hợp với CDC Đà Nẵng chuyển bệnh nhân đến cái nơi cách ly quy định. Sau Bệnh viện Tâm trí, mới đây Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp nhận đến khám cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm ban đầu, bệnh viện đã kích hoạt phương án xử lý để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan trong bệnh viện. Những cái bệnh nhân phát hiện ra đây thì không triệu chứng, trong thời gian vừa qua thì chiếm đến 70-80%. Do đó thì cái phân luồng sàng lọc dựa vào cái khai báo y tế hay đo thân nhiệt hay những triệu chứng thì nó chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Do đó là xét nghiệm nó đóng vai trò rất là quan trọng trong công tác mà sàng lọc để phát hiện bệnh nhân. Từ hai ca bệnh được phát hiện qua sàng lọc xét nghiệm tại hai bệnh viện nói trên, ngành y tế Đà Nẵng và các địa phương đã kịp thời vào cuộc điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng và đã ghi nhận thêm một số ca mắc COVID-19 liên quan hai bệnh nhân này. Với chủng Delta được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch lần này, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng khá cao. Trong khi đó, mầm bệnh đã len lỏi vào cộng đồng. Vì vậy, việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các bệnh viện là rất quan trọng, góp phần sàng lọc, phát hiện các ca bệnh. Trọng địa ở các cơ sở khám chữa bệnh thì phải thực hiện nghiêm cái công tác an toàn bệnh viện. Đó gần như là một cái bức tường mà có thể kiểm soát và phát hiện sớm nhất những cái ca mà có lây nhiễm. Trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc giữ chặt phòng tuyến tại các bệnh viện là rất quan trọng. Bởi đây là thành trì trọng yếu, vừa đảm bảo khám chữa bệnh, vừa là lực lượng tuyến đầu ứng phó với đại dịch COVID-19.